hai vị mới, vị sữa dừa thơm béo, vị đường đen ngọt thanh. Ôi, tôi cứ nghĩ là tại sao mình làm mẹ mà để cho con mình cứ sống trong cái nỗi đau khổ đó. Khi nhìn thấy con mình như vậy thì tôi cũng đã phải khổ sở. Tôi nghĩ là ước ao làm sao cho nó có được hạnh phúc. Sao chị biết cái chuyện mà con My dẫn thằng Khang đi gặp bà Xuân vậy? Chị nghe Lam Anh nói, thực ra cũng không biết như thế nào nên là chị đi đặt coi sao ấy mà. Trời ơi, em tưởng tượng tới cái lúc mà cái bà già đó gặp chị, cái mặt bà chắc quê dữ lắm á. Thực ra lúc đầu chị không định ra mặt đâu. Ok. Nhưng mà lúc ở đó chị thấy thằng Khang nó cầm tay cái bà đó, chị không chịu được. Nói thật bây giờ nhớ lại hả, chị tức ghê lắm á. Tức chứ sao không tức. Em hiểu, thông cảm cho chị. Bởi vì ngày xưa cái bà già đó đối xử với chị tệ quá mà. Cứ mỗi lần nghĩ tới cái lỗi lầm ngày xưa mà tôi đã gây ra cho cô, cho thằng Phát, đã có nhiều lúc tôi suy nghĩ tại sao tôi có thể sai trái như vậy được. Nó lớn tới mức mà khi cô nhìn tôi, ánh mắt của cô vẫn còn đầy nỗi oán hận. Tôi biết là mình sai, cho nên tôi xin lỗi cô. Tôi thật lòng xin lỗi cô. Và tôi cứ nghĩ có một cách nào đó, khi gặp được cô có thể cho tôi một cơ hội được không? Cơ hội? Ý bác là cơ hội gì ạ? Có rất nhiều ngày thấy thằng Phát nó cứ ngồi một mình, nó im lặng hàng giờ, nó buồn lắm. Nó buồn suốt bao nhiêu năm qua và cho đến bây giờ cũng vậy. Tôi cứ nghĩ là tại sao mình làm mẹ mà để cho con mình cứ sống trong cái nỗi đau khổ đó. Khi nhìn thấy con mình như vậy thì tôi cũng đã phải khổ sở. Tôi nghĩ là ước ao làm sao cho nó có được hạnh phúc. Bác à? Dạ, tôi nghĩ là hay là cô và Phát không ai có ràng buộc gì hết, hai người có thể về chung một nhà được mà. Tôi biết là cô sẽ rất ngạc nhiên tại sao tôi lại nói điều này. Có những lúc tôi ngồi ở trong cái ngôi nhà, tôi thấy tất cả mọi thứ đều trống trải. Đáng lý là ở cái tuổi này tôi phải có con, có cháu tề tựu chung quanh, làm sao tôi có được cái hạnh phúc đó. Tôi chỉ xin là cô có thể bỏ qua tất cả những lỗi lầm ngày xưa của tôi. Gia đình mình đoàn tụ, đó là nguyện ước lớn nhất của tôi. Tôi chỉ mong được như vậy thôi. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.